tuyên chỉ đã ra đi nhưng trong lòng mỗi người bạn bè, đồng đội, gia đình và những người dân Việt Nam chỉ luôn là một đám cưới trong xinh đẹp và sống mãi. Tuổi trẻ của chị như một bông hoa bất tử, nhật ký đám cưới trong của những từ ngữ mộc mạc, giản dị nhưng sâu bên trong là một tình cảm trong sáng, đẹp đẽ nhất về những người bạn, người đồng đội. Chỉ xứng đáng với 8 chữ mà bác Hồ dành tặng cho người phụ nữ: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Qua giới thiệu về cuốn sách nhật ký đám cưới trong, em mong các bạn học sinh để hình ảnh của chị làm tấm gương để phấn đấu học tập, mai sau trở thành một công dân có ích cho đất nước. Các thầy cô giáo và toàn thể các bạn có thể tìm đọc cuốn sách tại thư viện trường. Em xin chân thành cảm ơn vì đã lắng nghe. Sách tháng ngày thêm trên đề. Tôi nghĩ khi nhìn thấy bìa của cuốn sách, ác hẳn là cũng đã đoán được phần nào nội dung cuốn sách. Hình ảnh cô bé của chiếc kèo băng đang bước lên từng bậc thang, xung quanh là cây cối, lá cây xanh bước. Có lẽ cô bé rất dễ thương, sống giản dị hòa vào thiên nhiên, hòa với cuộc sống. Những bước chân cô bé đã đi đã đánh dấu lịch sử trưởng thành lớn lên trong cuộc sống. Quyển sách này là do một họa sĩ chuyên biệt miền Trung, Cao Hồng Trà, tên thật là Lý Nhạc Hồng viết nên. Tháng ngày theo chân mẹ là một cuốn sách có tính chất giáo dục cao, có ý nghĩa rất lớn. Truyền kể về những câu chuyện thực tập của hai mẹ con xa ra. Thông qua những câu chuyện vô cùng dễ thương và thú vị ấy, ta có thể thấy được một phương pháp dạy con rất đúng đắn từ chính tác giả. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói giáo dục gốc gác Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam trẻ cùng đưa ra, theo dệt mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Phụ nữ là một phần không thể thiếu trong việc góp sức đấu tranh chống giặc ngoại xâm và đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp vô cùng quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trải qua biết bao năm tháng trường kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đã có biết bao ba mẹ anh hùng Việt Nam đã được lưu danh trong sử sách. Kể về người mẹ nào cũng là cả một huyền thoại, nhưng có những người mẹ không chỉ của riêng ai mà là của cả đất nước, cả dân tộc, đời đời suy tôn, cách tiếng gọi mẹ thiêng liêng. Và để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, em tên là Nguyễn Thị Trà Giang, đại diện cho tập thể lớp 8B, giới thiệu quyển sách Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi.